Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình ông Lê Phước Thọ ở khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, đầu năm 2016 trong niềm vui phấn khởi, gặp lại năm cũ 2015 không có nhiều may mắn. Bởi trong năm này, ông Thọ phải đi lại rất nhiều lần tại các cơ quan công quyền để làm sổ đỏ cho gia đình. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với ông Lê Phước Thọ để lắng nghe những chia sẻ, mong muốn của ông. Đối với gia đình ông Lê Phước Thọ, năm 2015 gắn liền với câu chuyện không mấy vui vẻ là thực hiện luật đất đai sửa đổi. Ông Lê Phước Thọ làm thủ tục chuyển tên vợ cùng đứng tên trong tài sản chung của hai vợ chồng. Mặc dù ông Thọ cung cấp giấy tờ liên quan đầy đủ, bao gồm giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng năm 1982, sổ đỏ mang tên ông Thọ được cấp năm 2003 và sổ hộ khẩu, nhưng phải chờ đợi hơn 6 tháng, ông Lê Phước Thọ vẫn chưa được giải quyết. Sau khi phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị nắm bắt tình hình và phản ánh đến các cơ quan liên quan của thành phố Đông Hà, thì đến cuối năm 2015, ông Thọ đã được cấp lại sổ đỏ như mong muốn. Xin chào ông. Thưa ông, qua thực tế cái câu chuyện của mình thì ông có nhận xét như thế nào về cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức tại một số cái đơn vị mà ông đến làm việc ạ? Về thái độ của cán bộ công chức ở những cái bộ phận này thì cơ bản là tốt. Tuy nhiên là như vậy là theo tôi có thể là do là áp lực của công việc. Cái thứ hai nữa là số lượng công việc thì nhiều, người thì ít. Vì vậy cho nên phần nào đó về thái độ của bộ phận công chức là chưa tốt, chưa hướng dẫn cụ thể cho người dân. Thưa ông, hiện nay thì chúng ta đang thực hiện dự án dân trọng điểm MScore. Đây là một cái cơ hội để người dân bày tỏ cái ý kiến của mình mà nhìn xét cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Vậy ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của cái dự án đây? Tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án là MScore là nó rất tốt, nó làm đổi mới và làm thay đổi về cái nền hành chính của tỉnh Quảng Trị và đồng thời làm cho nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức ở bộ phận một cửa là có tốt hơn so với trước. Tuy nhiên là theo tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy cho nên cần phải tận tụy hơn, cần phải là hướng dẫn cụ thể và sát người dân hơn và cần có cái thái độ niềm nở hơn đối với người dân.